thế bán nguyệt. Đứng thẳng, hít vào, hai tay từ từ giơ thẳng qua đầu, chân trái làm trụ, nghiêng người về bên trái, tay trái chống đất, tay phải giơ thẳng hàng với tay trái, chân phải duỗi thẳng hàng với thân, chân trái và tay trái tiếp xúc với đất, chậm rãi kéo dài cánh tay. Lúc này các bạn cảm thụ sự hô hấp trong sự bay bổng, từ từ trở về tư thế ban đầu. Các bạn đổi bên, lặp lại động tác. Chậm rãi kéo căng cánh tay, mở rộng lồng ngực. Tư thế này kết hợp chặt chẽ giữa hô hấp và vận động toàn thân. Qua hô hấp để hấp thụ dưỡng khí mới, làm năng lượng trong cơ thể tự nhiên chuyển động, trong sạch hệ hô hấp, làm khỏe nhánh khí quản, khó nhiễm bệnh, giảm áp lực ở tim và phổi, điều tiết huyết áp, làm thông các mạch trong cơ thể. Các bạn làm động tác này vài lần. Cảm thụ hô hấp trong sự bay bổng. Tư thế này cũng giúp cho những bệnh liên quan đến hệ tiết niệu